với những dòng xe mà các bác có cái cam lùi zin nét như thế này rồi đấy, và có màn hình có thể cảm ứng được, các bác mà muốn giữ nguyên cái cam này đấy, mà không muốn thay thế màn hình á, thì mà các bác vẫn muốn lắp thêm cái cam mà để quan sát bên này nhá, thì thông thường các bác hay chọn giải pháp đó là cái lắp cam 360 đúng không ạ? Đấy, nhưng mà chi phí nó hơi cao. Đấy, còn các bác mà chỉ muốn quan sát không thì các bác có thể tham khảo cái dòng cam 3 mắt này. Đấy, khi các bác xi nhan này, đấy, mình vẫn quan sát được toàn cảnh cái lốp mà cái điểm mù khi mà mình cần quan sát này. Đấy, bên phải cũng tương tự này. Đấy, xi nhan là đây. Khi các bác đánh lái này, mình sẽ căn được cái lốp của mình là nó đi vào đâu, đúng không ạ? Đấy. Và ngoài ra nó có cả cam trước nha các bác nhé. Này, khi mà các bác sử dụng cam tiến này, đấy, mình khi mà mình muốn đỗ xe hoặc là tiến lên cái vật cản đằng trước nó có vật cản hay không ạ, đấy, thì các bác có thể quan sát được toàn cảnh luôn, đấy, rất là tiện đúng không ạ? Đây, về này, lùi này, đấy, vẫn giữ nguyên zin cho mình hết, đấy, đầy đủ. Và cái chi phí cho cái cam này thì nó rẻ hơn độ 2 đến 3 lần so với các bác mà sử dụng cái cam 360. Đấy. Bác nào mà chỉ sử dụng cái cam mà để quan sát thì các bác có thể tham khảo cái mẫu cam này nhá các bác nhá. Đấy, còn các bác cần tư vấn mẫu cam 3 mắt thì các bác có thể liên hệ với Akala.